Hôm nay là ngày Chủ nhật thì kính chúc quý anh chị một ngày Chủ nhật thật là vui vẻ và an lành cùng lại bên gia đình của mình ha. Và như là ngày hôm qua em có nói với quý anh chị là trong video ngày hôm nay em sẽ quay và báo giá toàn bộ xe em đang có tại showroom. Đấy, hôm nay Chủ nhật nhưng mà quý anh chị nhìn đó, khách rất là đông nha. Đấy, ở hai ba khách luôn, hai ba nhóm khách đang xem. Bên kia một nhóm, ở đằng sau một nhóm với bên đây một nhóm. Đã từng là một quan béo có rất nhiều Sedona. Đợt đó là em quan có phải đâu đó là khoảng 10 con Sedona về liên tục, về là bán 10 con Sedona. Bây giờ là hiện tại còn đúng một xe rồi. Hello, xin chào quý anh chị và các bạn đã trở lại với kênh của Siêu Thị Ô Tô Hà Nội và lại là em Quang đây. Hôm nay là ngày Chủ nhật thì kính chúc quý anh chị một ngày Chủ nhật thật là vui vẻ và an lành cùng lại bên gia đình của mình ha. Và như là ngày hôm qua em có nói với quý anh chị là trong video ngày hôm nay em sẽ quay và báo giá toàn bộ xe em đang có tại showroom. Và nếu quý anh chị nào mà đang có nhu cầu quan tâm một cái xe nào tại showroom em Quang thì tại Siêu Thị Ô Tô Hà Nội thì cứ liên hệ cho em Quang với số điện thoại là 0813700900 nha quý anh chị. Hoặc là đến hẳn địa chỉ showroom 389 quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Cách khoảng 1 km bến xe miền Đông cũ đi lại thôi, nằm giữa lòng Sài Gòn gần khu đô thị Vạn Phúc. Tuy là Siêu Thị Ô Tô Hà Nội nhưng mà nằm giữa lòng Sài Gòn nha quý anh chị. Rồi, thì hôm nay Chủ nhật cũng còn buồn ngủ quý anh chị thông cảm nha. Nói năng đồ này nọ nó lại không được hay. Rồi, thì chắc là em Quang sẽ không để cho quý anh chị đợi lâu nữa đâu, em Quang sẽ đi báo giá nhanh. Và khả năng là trong video ngày hôm nay thì cũng sẽ nhanh thôi, báo giá nhanh mà, để cho quý anh chị xem đã mất thời gian. Rồi chúng ta cùng đi thôi. Trước mắt quý anh chị đây là em xe đầu tiên trong video ngày hôm nay, một em xe đến từ Nhật Bản, xứ mặt trời mọc. Đây quý anh chị, Toyota Corolla Cross bản V 1.8 2020, Odo em này 3 vạn, giá là 735 triệu. Bản V này là một trong những xe Toyota Corolla Cross phiên bản cao nhất trong máy xăng, chỉ thua mỗi bản xăng điện thôi. Ai cho quý anh chị xem nội thất ha. Em quay ngày hôm nay báo giá nhanh thì chỉ cần đọc giá cho quý anh chị và cho quý anh chị xem sơ nội thất ghế tài. Bởi vì mình quan trọng là cái chiếc xe. Những cái xe này em quay cũng đã quay chi tiết hết rồi, nên là quý anh chị nào mà quan tâm thì cứ liên hệ em quay nha, em quay sẽ gửi full lại thông tin cho quý anh chị nha. Đây Hyundai Santa Fe, dầu full 2022, Odo 20.000 cây, giá 1.230.000.000 ha. Những cái xe ở đây hiện quay vẫn hỗ trợ ngân hàng cho quý anh chị đầy đủ hết ha, lên tới 70% trong 5 năm, ưu đãi lãi suất năm đầu giảm xuống còn có 9 chấm thôi. Thì quý anh chị liên hệ quay sẽ tư vấn kỹ cho quý anh chị. Và hãy cam kết với quay một điều là không bị nợ xấu nha, còn lại 63 tỉnh thành sẽ lo hết cho quý anh chị luôn. Màn hình vẫn còn siêu quý anh chị. Xe thì em Quang sẽ cam kết cho quý anh chị là không tai nạn, không cứng đụng, không ngập nước và động cơ hộp số nguyên zin. Bảo hành và cam kết bằng văn bản đầy đủ hết cho quý anh chị. Có một công ty luôn, đi ra uống cà phê mà có anh nào hay là chú nào, ông nào nói với quý anh chị là xe này bị tai nạn cứng đụng. Ok, đưa ra được hình ảnh này nó và nói thách nói gì đâu quý anh chị mà đưa ra được hình ảnh xe bị tai nạn cứng đụng, ok em quay hàng trả đủ tiền cho quý anh chị nha. Em quay nói thật, nếu quý anh chị mua cái xe về mà ai nói bị tai nạn cứng đụng cứ liên hệ em quay. Rồi tiếp theo đây là một em BMW Z4 bản R. Em này thì là 2011 và đăng ký lần đầu là 2012, giá chỉ có 990 triệu thôi. Mui trần nha quý anh chị, mui trần hai cửa hai chỗ ngồi. Lên đèn, lên mâm, lên bô. Em này là bô on off luôn. Đây cho quý anh chị xem nội thất. Đấy, hôm nay Chủ nhật nhưng mà quý anh chị nhìn đó, khách rất là đông nha. Đấy, ở hai ba khách luôn, hai ba nhóm khách đang xem. Bên kia một nhóm, ở đằng sau một nhóm với bên đây một nhóm. Đây xe khách quá trời. Rồi thì em này BMW Z4 bản R 2011, em quay đang chào bán với mức giá 990 triệu nha quý anh chị. Bên đây thì là Hyundai Santa Fe Sun Premium 2022, Odo 13.000 cây, giá quay chào bán là 1.135.000.000 nha quý anh chị ha. Thấy xe rất là đẹp, quay xin phép quay sơ ghế tài cái nha.
Đây cho quý anh chị xem sơ ghế tài thôi. Màn hình còn siêu nha quý anh chị. Công nghệ được rất là nhiều. Bản full sở hữu loa Hamakadon, cửa sổ trời panorama. Giá 1 tỷ 135 thôi. Rồi tiếp theo đây, em này thì đã bán rồi nên là em Quang sẽ lướt qua xe này. Mazda CX-5 2.0 Premium 2022, 815 triệu cho em xe này. Odo chỉ mới có 6.000 cây thôi. Đó. Xe nào mà nãy giờ em Quang có quên đọc Odo thì quý anh chị để lại phần bình luận, em Quang sẽ trả lời cho quý anh chị ha. Thiếu sót thông tin nào thì cứ để lại phần bình luận bên dưới cho em Quang nha. Nhiều khi nhiều xe quá đọc không có nhớ hết, quý anh chị thông cảm nha. Đây 815 triệu. Những cái xe ở đây em Quang sẽ còn ra lọc cho quý anh chị ha. Đến xem xe ra lọc tốt cho quý anh chị nha. Xe chuẩn chỉ bao đẹp cho quý anh chị luôn. Đây cho quý anh chị xem hoạt thức em này. Vẫn còn siêu nè, 6.000 cây, mọi thứ rất là đẹp. Em này thì âm thanh giải trí là Bose. Có ghi nhớ vị trí ghế lái nè. Có hút kính luôn quý anh chị. Hút kính là thông số hiển thị trên kính lái. Đây, nằm ngay đây. Đó, rất là đẹp. Rồi, bên đây là Toyota Vios bản G 2020. Đây. Odo em này là 5 vạn. Hiện tại thì đang được em Quang chào bán với mức giá là 465 triệu, ưu đãi cho quý anh chị còn 445 triệu thôi. Đấy. Giá vừa mới cập nhật lại một chút xíu. Một vài em xe. Giá thị trường giảm thì em Quang cũng sẽ giảm thôi quý anh chị, nên là quý anh chị cứ yên tâm. Đây, vừa mới sửa bản luôn. 465 bớt còn 445 thôi. Rất là đẹp nha quý anh chị. Đấy, rất là đẹp nha quý anh chị. Cái xe CX-8 lúc nãy là chủ khách người ta đi chạy thử xe nè. Đây quý chị thấy chưa? Ở đây thì khách nào mà đã ưng xe rồi muốn chạy thử xe là em Quang vẫn hỗ trợ chạy thử xe thoải mái nha. Đấy. Rồi đây là anh Suốt đang chụp hình xe để cho những anh em sale luôn luôn có những tấm hình đẹp để gửi cho quý anh chị và các bạn. Đó. À, quý khách hàng có hình chi tiết xe ha. Đây hình rất là đẹp, hình chi tiết kể cả bánh sơ cua rồi này nọ là có đủ hết. Rồi ok quý anh chị, đây là Kia Sedona dầu full 2020 Odo 38.000 cây. Em này thì hiện tại đang được em Quang chào bán với mức giá là chỉ có 918 triệu thôi. Dầu full luxury. Màu trắng rất là đẹp. MPV cỡ lớn thì hiện tại mình chỉ còn mỗi xe này thôi nha quý anh chị. Đây cho quý anh chị xem nội thất nha. Rất là đẹp. Em này thì cũng là một trong những hàng hot nè. Vừa về là bán luôn quý anh chị. Đấy. Xe này thì hiện tại mình chỉ còn mỗi một xe này. Đã từng là một Quang béo có rất nhiều Sedona. Đợt đó là em Quang có phải đâu đó là khoảng 10 con Sedona về liên tục. Về là bán 10 con Sedona. Bây giờ là hiện tại còn đúng một xe rồi. Đây Odo 38.000 cây. Mọi thứ còn rất là đẹp nè quý anh chị. Đấy, rất là đã luôn. Gương đồ này nọ, cửa sổ trời đồ, ok hết nha quý anh chị ha. À, xe này thì đã được chủ người ta lên lớp Michelin nè. Không biết là bốn lớp này lên hết luôn không, để ngoài kiểm tra thử. Đằng sau này hình như không phải là Michelin, nhưng mà để xem coi là nó đều không nha. Tại vì những cái xe này nếu mà quý anh chị mà không lên lớp á, thì nó sẽ cái con này á, lớp zin của nó là lớp Continent. Continent thì cái lớp này quý anh chị đi tầm cỡ 3 vạn 4 vạn là bắt đầu nó sẽ hơi ồn. Ở đây á, thì chủ người ta đã lên cho chúng ta ba cái Michelin này nè. Nhưng mà có một cái bên đây là đang còn là cái lớp hiệu khác thì phải. Có cái này là lớp hiệu khác thôi. Thì quý anh chị nào mà muốn lên luôn Michelin á, thì em Quang sẽ tìm cái lớp lướt nha.
quý anh chị ok thì Quang sẽ tìm cái lớp nước thay cho quý anh chị cái lớp Michelin này. Đấy, tìm cái lớp nước thôi, tại vì xe đã qua sử dụng mà. Nên mình muốn nó mới như mới thì cũng hơi khó quý anh chị à. Bởi vì bây giờ em quan đầu vào đã cao và đầu ra thì cũng thấp, mà đối với một cái chiếc xe đẹp như thế này thì quý anh chị về quý anh chị đâu cần phải làm gì nhiều nữa đâu. Và cái biên độ lãi rồi nó cũng rất là ít quý anh chị. Mình mà biên độ lãi cao thì mình làm sao mình mua được xe, bán được xe quý anh chị. Với lại bây giờ có giá thị trường chuẩn hết rồi. Bây giờ mà em quan mua thấp quá thì cũng đâu mua được với những anh em showroom khác. Mà bây giờ mà mình bán rẻ quá, mình bán cao quá thì cũng đâu có bán được với những showroom khác đâu. Ấy nên là quý chị thông cảm, em chỉ lên được lớp lướt cho quý anh chị thôi. Sự cùng lắm là chỉ khắc phục được cái đó cho quý anh chị. À, quý chị ok thì em sẽ làm lại cho quý anh chị ha. Đấy, rồi. Kia Sedona dầu full 2020. Đó, xe rất là đẹp ha. Sơn si đồ này nọ bao chuẩn chỉ hết cho quý anh chị. Không tai nạn, không cứng đụng, không ngập nước nha. Động cơ hộp số là nguyên zin. Rồi đây, Hyundai Santa Fe xăng cao cấp premium 2020, odo 3 vạn, giá là 885 triệu nha quý anh chị, xăng cao cấp ha. Đây, từ từ, anh xuống cho em quay, xin một phút nha, em quay sơ nội thất rồi anh dê vào. Đây, 36.000 cây. Này loa liếc đồ này nó nghe rất là hay. Có hút kính nè quý anh chị. Công nghệ đồ rất là nhiều ha. Có này khóa, khóa cầu sao đúng không anh xuống. Rồi này tắt mở cảnh báo điểm mù, traction control đồ này nọ, ga tự động nè, lẫy số vô lăng nè, công nghệ đồ rất là nhiều ha. Đây anh xuống né chân vào xíu, em cho quý anh chị xem cái ghế da một cái nha. Đây nó chỉ hơi chóc nhẹ ở đây một chút xíu thôi nhưng mà không sao hết quý anh chị. Cái này chả phải thành vấn đề đâu. Xe rất là đẹp. Về cơ bản là xe như vậy là quá đẹp rồi quý anh chị. Da zin. Rồi, bây giờ quay sẽ qua những cái xe tiếp theo ha. Đây, mỗi lần mà chụp hình thì quý anh chị nhìn thấy là phải dời xe ra hết trong một cái khoảng trống đẹp, mình chụp nó mới đẹp được quý anh chị ạ. Bên đây thì em quan có một em Bentley Continental 208, đăng ký lần đầu là 2010, nhập Anh, odo chuẩn 4 vạn cho quý anh chị ha. Hôm bữa em quan về được một em GLC 304 vạn thì đã quá đẹp rồi, 2017 rồi. Em này thì cũng 4 vạn luôn mà 208 nữa quý anh chị. Ngày xưa quý anh chị mua em này giá phải hơn 10 tỷ, bây giờ em bán chỉ có hơn 1 tỷ thôi. Đây cho quý anh chị xem nội thất. Xe này thì hôm 15 tay em cũng đã có quay chi tiết cho quý anh chị xem rồi. Quý anh chị nhìn nè, rất là đẹp. Nội thất đồ này nọ còn rất là mới cáo nha. Quá ok, quá đẹp. Cái này là quên, mình đóng mạnh cũng được nhưng mà khi mà mình đóng vào mình đừng giật ra liền ha, bởi vì cái này nó có cấp điện nè. Ủa, từ từ quý anh chị. Đẩy đó, đẩy nó chưa sát ha. Nó sẽ hít vào. Đây cho quý anh chị xem. Đó, có cấp điện nha quý anh chị. Đây cho quý anh chị xem. Ghế da rất là đẹp. Đó, đẹp chưa quý anh chị? Giá chỉ hơn 1 tỷ thôi. Và cụ thể giá là 1 tỷ 2 nha quý anh chị ha. Xe sang bây giờ mua rất là rẻ, Bentley mà chỉ có 1 tỷ 2 thôi. Mà xe này là có bảo hành cho quý anh chị nha. Quý anh chị mua quý anh chị đừng lo ha, chơi là có bảo hành đầy đủ cho quý anh chị luôn. Đấy, bảo hành động cơ hộp số cho quý anh chị xe này, rất là đẹp. Quý anh chị mua liền đây, em qua nói thật, con này khả năng đi sẽ rất là nhanh. Odo chỉ có 4 vạn thôi, xe đẹp mà. Đừng ngần ngại, đừng lo lắng nữa, chơi đi, có bảo hành chắc chắn với quý anh chị. Rồi đây, Ford Everest Titanium, máy dầu 2 cầu. Em này thì vừa mới về hôm qua, cũng đã quay chi tiết cho quý anh chị xem rồi. Em này là 2021, odo 4 vạn, sơn zin là 98% ha. Xe có sao nói vậy. Có cái nắp capo đã sơn dặm lại nè. Đây để cho quý anh chị lên xem, thì quay cũng để mất công quý anh chị hỏi tại sao quay không nói với quý anh chị ha. Cái nắp này đã có sơn dặm, lý do là không có bị tai nạn, không cứng đụng gì hết luôn.
chỗ người ta đậu dưới gốc cây thì những cái trái sung, trái gì á, nhỏ 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 nó rơi lên quý anh chị, xong rồi nó bị xước râm. Đó, nó bị xước râm ha, không biết trái, không biết trái gì nữa. Đây nè, đó quý anh chị nhìn nè, nó bị xước râm vậy nè. Đấy. Nhưng mà nó rơi thì ở trên đây á, thì nó sẽ rất là ít, nhưng mà khi mà nó rơi mép hai bên đây nè, đó nó sẽ bị xước nhiều, nên là có dặm tuốt lại, có sao nói vậy nha. Đấy. Có nổi cái nắp capo thôi, còn lại là sơn si rồi nè, zin cho quý anh chị rất là đẹp cho quý anh chị luôn. Không tai nạn, không cứng đụng nha. Em này giá là 1.035.000.000 nha quý anh chị. Đây cho quý anh chị xem nội thất cái. Xin 30 giây nha anh xuống. À, anh xuống đang chỉnh lại xe quý anh chị ạ. Bảy này bảy hai cầu ha, có chỉnh cầu được nè. Rất là đẹp, nội thất đồ này nọ rồi ok. Rồi, tiếp theo một M4 Everest Titanium dầu một cầu 2022. Euro 2 vạn thôi. Phơm mới đó được chủ người ta lên một cái mặt ga lăng chữ Ford to nè. Em này thì em quan chào bán với mức giá 1.210.000.000 nha quý anh chị. Xe này cũng vừa mới về. Đó, nội thất quý chị nhìn thấy ha, rất là đẹp. Đây ghế da nè quý anh chị. Đó, rất là đẹp nha. Xe chuẩn chỉ hết. 1.210.000.000 cho em Ford Everest Titanium dầu một cầu này. Rồi. Tiếp theo đây em xe cũng vừa mới về. Mitsubishi Outlander 2.0 Premium 2022. Odo 19.000 cây. Giá là 795.000.000 nha quý anh chị. Em này thì có cam 360 adaptive đồ đầy đủ hết. Đây adaptive đây. Có cảnh báo va chạm nè, cảnh báo lệch làn nè, rồi tắt mở cảm biến nè, mở camera 360 đồ. Có màn hình đồ đầy đủ hết nha quý anh chị ha. Có cả làm mát ghế, sửa ghế luôn. Đây. Phanh tay điện tử auto horn đồ đầy đủ hết, Odo chuẩn 19.000 cây thôi. Máy 2.0. Chạy rồi tiết kiệm, em này thì chạy tầm khoảng 8 lít 6 lít mấy chứ. Đúng không? 6 lít mấy à không, sorry anh chị, 8 lít mấy em quay nhớ 8 lít mấy. Tại vì nhìn qua đây nhìn đứng xéo xéo tưởng 6 lít mấy. Em quay nói ủa sao thắc mắc máy 2.0 6 lít mấy. Đó, 8 lít mấy trăm cây nha. Đây, cam 360. Zin của xe. Cảm biến trước sau đầy đủ hết. Đây, cam. Đăng kiểm. Có cửa sổ trời. Em này thì hiện tại quay đang chào bán với mức giá 795.000.000 nha quý anh chị. Đấy, xe đằng sau thì toàn là siêu xe thôi, để trưng bày thôi. Ok quý anh chị, thì đó là toàn bộ những xe mà em quay đang có tại showroom hôm nay, báo giá nhanh cho quý anh chị ha. À quên nữa, sorry quý anh chị. Có một cái xe này thiếu cái xe này. Hyundai Santa Fe dầu full. À xe này hồi nãy hình như báo cho quý anh chị ngay phía đầu rồi. Nhưng mà hồi kệ giờ cứ báo lại đi, dầu full 2022 Odo 2 vạn giá 1.210.000.000 nha quý anh chị. Rồi ok quý anh chị, thì đó là toàn bộ những xe mà em quan đang có tại showroom ha. Và em sẽ tám kia nếu như mà xe mà có bán rồi thì em sẽ cập nhật ở trên fanpage nha quý anh chị. Fanpage cũng là siêu thị ô tô Hà Nội. Thì quý anh chị nào mà có sử dụng Facebook thì cho em quay xin một lượt follow ở trên đó nha. Nếu quý anh chị thấy video này hay thì hãy cho em quay xin một like, một share, một lượt đăng ký và nhớ nhấn vào nút thông báo bên phía bên dưới để nhận được những video mới nhất từ kênh của siêu thị ô tô Hà Nội nha. Và quay xin nhắc lại quý anh chị nào mà đang quan tâm xe nào ở đây thì hãy nhấc máy liên hệ cho em quay với số điện thoại là 0813700900 nha quý anh chị. Hoặc là đến thẳng địa chỉ showroom 389 quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Cách khoảng 1 km bến xe miền Đông cũ đi lại thôi, nằm giữa lòng Sài Gòn gần khu đô thị Vạn Phúc. Rồi thì em Quang xin cảm ơn quý anh chị đã đồng hành và theo dõi hết video này với em Quang. Kính chúc quý anh chị một ngày chủ nhật cuối tuần vui vẻ và an lành bên gia đình của mình. Xem video vui vẻ nha quý anh chị. Và hẹn gặp lại quý chị ở video ngày mai ha. Chào tạm biệt quý anh chị. Bye bye.